Ba cụ non, ngồi đây nghe mẹ hỏi. Hôm nay đi xuống dưới nhà ai, ai đuổi theo bé nhà người ta làm bé người ta sợ ấy? Hả? À, hóa ra là con à, hả? Con đuổi các bạn nhỏ là giỏi nhất đấy nhà. Rồi, con biết rồi, con biết sai rồi, ngồi xuống, ha. Biết sai rồi mẹ cho ngồi xuống. Ừ, đúng rồi. Lần sau không được thế nữa nhớ chưa? Lần sau mà như thế là mẹ phạt con đấy, phạt nặng đấy, con nhớ chưa? Hả? À, làm gì đấy? Hả? À, lần sau mà như thế là phạt đúng không? Ừ. Được rồi, thế quay đây mẹ thưởng. Ừ, hôm nay biết lỗi sai rồi, tự nhận sai rồi mẹ thưởng ha. Ê, đi đây. Rồi, mẹ thưởng xúc xích cho. Ừ, rồi, rồi, cảm ơn ha. Ừ, ôi trời ơi, xúc xích trời ơi, bạn nào cũng thích ăn luôn. Cả nhà ơi, đây là xúc xích ha. 0974809436 Zalo mua hàng nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem xúc xích nha, các bạn nhỏ rất là thích ăn luôn cả nhà. Ê, ví dụ